Ông Cường, Đô La, thay mẹ làm tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ông Nguyễn Quốc Cường, biệt danh Cường Đô La, được đề cử làm thành viên hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai, đồng thời làm tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Ông Nguyễn Quốc Cường thay mẹ làm tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG, có thông báo thay đổi người đại diện pháp luật sang ông Nguyễn Quốc Cường, 42 tuổi, biệt danh Cường Đô La. Đồng thời ông Cường cũng giữ chức danh tổng giám đốc của Quốc Cường Gia Lai kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2024 thay cho mẹ ông là bà Nguyễn Thị Như Loan do bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến dự án 39B Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là động thái bổ sung nhân sự sau khi Quốc Cường Gia Lai khuyết vị trí tổng giám đốc. Doanh nghiệp này trước đó cũng ra thông báo cho hay hội đồng quản trị sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành công ty để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến Quốc Cường Gia Lai, đảm bảo hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Quốc Cường Gia Lai sẽ tổ chức phiên đại hội thường niên lần 2 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 7. Do phiên đại hội lần 1 tổ chức bất thành khi bà Nguyễn Thị Như Loan cùng con gái vắng mặt khiến cho tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ theo quy định. Tại buổi đại hội tới, Quốc Cường Gia Lai sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Như Loan và sẽ bầu bổ sung ông Cường làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Cường từng tham gia vai trò lãnh đạo của Quốc Cường Gia Lai vào năm 2006, khi đó mới 24 tuổi và có mặt trong hội đồng quản trị của doanh nghiệp này vào 2008. Ông Cường đảm nhiệm các vị trí thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc cho đến ngày 11 tháng 6 năm 2018 thì bất ngờ từ nhiệm. Theo báo cáo quản trị của Quốc Cường Gia Lai, vào cuối năm 2023, ông Cường Đô La nắm 537.500 cổ phiếu, bà Loan, mẹ ông Cường, nắm gần 102 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 37% vốn, còn bà Nguyễn Ngọc Huyền My, con gái bà Loan, sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,3% vốn. Cổ phiếu QCG hôm nay tiếp tục giảm hết biên độ, xuống còn 7.850 đồng. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp mã này giảm sàn. Chốt phiên hôm nay, mã này dự bán hơn 6,94 triệu cổ phiếu. Ông Nguyễn Quốc Cường có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh. Giai đoạn 2004-2006, ông Cường là phó giám đốc xí nghiệp tư doanh Quốc Cường, tiền thân của Quốc Cường Gia Lai. Giai đoạn 2006-2018, ông Cường là thành viên hội đồng quản trị kinh doanh, phó tổng giám đốc và là người công bố thông tin tại Quốc Cường Gia Lai. Sau khi từ nhiệm tất cả vị trí vào năm 2018, ông Cường thành lập doanh nghiệp riêng, sau này đổi tên thành Cơ Holding, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyên phát triển các dự án tại Bình Dương và nay lại quay trở lại công ty của mẹ.